Xin chào các bạn, xin chào quý vị khán giả. Trên tay của tôi, đây là một thư của Global Accent đã gửi cho tôi vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Thì hôm nay tôi đến đây, tôi lên video này để chia sẻ những kinh nghiệm của tôi đã nhận được cái lá thư này, để cho giúp ích cho các anh chị, các bạn đã làm YouTube mà gặp vấn đề khó khăn về việc nhận được thư của Google Adsense. Thì hôm nay tôi chia sẻ những kinh nghiệm của tôi. Thì vào ngày 1 tháng 1 2024 thì tôi làm xác minh danh tính online. Thì đến ngày 2, tức 24 giờ sau thì Google Adsense gửi thư là đã xác minh thành công và gửi cho tôi là đã, cái tin là đã gửi xác nhận mã PIN qua cái Gmail cho tôi. Và đến 24 giờ sau, tức là ngày 3 tháng 1 2024 thì tôi đã nhận được cái lá thư của Google Adsense này, trên tay tôi đang cầm, quý vị đã thấy. Thì như các bạn đã biết, ngày nay năm 2024 rồi thì Google Adsense nó chỉ cho chúng ta xác minh danh tính online, cho nên chúng ta ghi nhớ cái chữ online đó. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta chụp ảnh cái căn cước công dân của chúng ta đó, thì chúng ta chụp ảnh hai mặt, và chúng ta chụp ảnh online, không có chụp ảnh bằng cách ta lưu rồi chúng ta tải lên, thì điều đó là sai. Chúng ta chụp ảnh online theo hướng dẫn của Google Adsense. Khi chúng ta chụp ảnh, chúng ta đặt chứng minh nhân dân chúng ta hoặc căn cước công dân chúng ta lên một tờ giấy trắng để nó đủ ánh sáng mà rõ ràng, để phản chiếu rõ ràng cái căn cước công dân của chúng ta. Đó là điều lưu ý quan trọng nhất. Và cái này rất là nhanh, thì chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi thì Google Adsense sẽ xác nhận là chúng ta đã hoàn thành hay chưa hoàn thành việc xác minh danh tính. Rất là đơn giản. Và còn một điều lưu ý thứ hai, đó là khi chúng ta nhận được cái bức thư từ Google Adsense này, thì chúng ta nên lưu ý ở nội thành á, thì chúng ta sẽ nhận trong vòng 24 giờ. Còn ở ngoại thành á, thì chúng ta nhận sau 3 ngày. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi đã hỏi cái người vận chuyển bưu cục đó thì họ có trả lời như thế này. Là nội thành thì nó nhanh, ngoại thành thì nó lâu hơn, bởi vì tất cả thư từ đều gửi vào thành phố, sau đó được phân phối chuyển vận ra ngoại thành, cho nên thời gian nó chuyển đi rất là lâu. Và một còn lưu ý nữa là khi mà chúng ta không nhận được cái lá thư từ Google Adsense này sau 3 ngày, thì chúng ta gửi một cái mail ở trong kênh của chúng ta đó, chúng ta đánh tiếng Việt hay tiếng Anh đều được cả, và chúng ta cung cấp địa chỉ của bất kỳ ai đó, nhà hàng xóm, bạn bè hoặc là anh chị em, để cho Google Adsense nó gửi đến địa chỉ đó, chúng ta nhận cho nó dễ. Bởi vì các bạn đã biết, thông tin cá nhân của chúng ta thì chúng ta được phép ghi y chang như trong phần căn cước công dân bằng tiếng Việt. Bởi vì căn cước công dân đã bằng tiếng Việt thì chúng ta phải ghi bằng tiếng Việt. Và họ gửi địa chỉ đó không có số điện thoại chúng ta, mặc dù trong phần thông tin cá nhân chúng ta điền số điện thoại. Các bạn lưu ý, họ không đề. Đây, tôi điền đây, có số điện thoại đàng hoàng nhưng mà họ không có điền. Các bạn lưu ý. Cho nên những người mà đưa thư chúng ta đó, họ chỉ đưa đến nhà, nếu chúng ta không thấy, không có người ở nhà, không có biết tên chúng ta thì họ không có gửi được. Chúng ta phải ra biểu điện mà hỏi, chứ họ không có điện thoại để gọi. Các bạn lưu ý điều đó. Khi mà chúng ta gặp trục trặc về vấn đề nhận được câu gọi xe này, thì chúng ta cứ gửi mail bình thường. Chúng ta gửi mail, cái mail mà hồi bữa trước họ gửi cho chúng ta là xác minh danh tính đó, xác minh mã PIN đó. Chúng ta gửi vào đó, chúng ta trả lời, chúng ta đưa lý do đó, tiếng Việt tiếng Anh đều được cả, rất là đơn giản. Trước đây thì khi mà chúng ta nhận cái mã PIN
cái Google Sale này mã pin có 6 số đó, thì chúng ta phải chờ đợi 3 tuần sau 21 ngày. Nó rất là lâu. Nhưng mà bây giờ thì sao? Xác minh online rồi thì rất là nhanh nha các bạn. Đó, rất là nhanh. Cứ sau 3 ngày đó, là ở ngoại thành, còn ở nội thành là trong một ngày thôi. Tôi là ở Quy Nhơn cho nên trong vòng 1 ngày là tôi nhận được cái này. Đó, các bạn lưu ý. Và các bạn nên nhớ là trong khi mà chúng ta mở cái Google Excel lên đó, thì các bạn nên thấy là gì? Cái ngày gửi nó xuất hiện trong Google Excel luôn. Có nghĩa là ngày gửi mã pin đó là ngày nào, thì chúng ta biết là ngày đó là chúng ta tính được là 1, 2, 3 thì 4 ngày thì chúng ta nên đi hỏi nếu chúng ta không nhận được cái mã pin này. Đó. Cho nên các bạn nhìn cho kỹ là trong này thì nó chỉ gì? Nó chỉ ghi địa chỉ nhà thôi, chứ nó không ghi số điện thoại. Mặc dù tôi đã điền số điện thoại trong phòng thông tin cá nhân của mình rất là rõ ràng, nhưng mà không có điền. Đó. Nếu chúng ta gặp trường hợp thất lạc như thế này, để tôi bổ sung là gì? Chúng ta gửi thư, chúng ta gửi một địa chỉ của người nào khác, chứ không phải là địa chỉ cá nhân của mình. Chúng ta có nghĩa là gì? Là nhờ họ gửi vào cái địa chỉ đó để chúng ta nhận được, chứ không phải là địa chỉ mà chúng ta xác minh danh tính đâu nha. Bởi vì sao? Bởi vì xác minh danh tính là phải trùng hợp với gì? Với cái chứng minh nhân dân, với địa chỉ chứng minh nhân dân của ta để chúng ta làm được. Và đây là tôi đã bóc ra cái biệt thư, và bây giờ là nội dung của nó. Giờ tôi xin đọc một ít lưu ý để các bạn tham khảo. Thì trong cái này là toàn bộ là tiếng Việt nha các bạn. Trong này là toàn bộ là tiếng Việt. Đó. Tên, họ tên của chúng ta, đường phố, và các bạn nhớ cái bưu điện mà nơi chúng ta đang sinh sống đó, xã, phường, huyện, chứ đừng có lấy bưu điện của thành phố thì họ không có tới được. Nhưng quý vị, ví dụ tôi ở Quy Nhơn thì tôi ở phường Lê Lợi, thì tôi lấy mã bưu điện của cái phường Lê Lợi tôi ở. Rồi, trong này nó nói như thế này: chào mừng bạn đến với Google AdSense, tài khoản của bạn hiện chưa được thiết lập để thanh toán. Đó, mã nhận dạng cá nhân của bạn ở phía sau. Đó, và hướng dẫn chúng ta đăng nhập vô tài khoản AdSense, sau đó chúng ta xác minh nhập mã pin và gửi. Và cái lưu ý cuối cùng chúng ta nên ghi nhớ là gì? Đó, là gì? Đó, là Google AdSense, họ lưu ý là gì? Họ sẽ dừng phân phát quảng cáo trên các cái video của chúng ta nếu mà chúng ta không nhận được cái mã pin, mà không nhập được cái mã pin này vào Google AdSense á, trong vòng 4 tháng thì họ sẽ cắt tài khoản đó chúng ta. Họ đóng tài khoản Google AdSense của chúng ta. Trong đây họ nói rõ như vậy. Cho nên là trong vòng 4 tháng đó, chúng ta gửi và nhập mã pin đó, trong vòng 4 tháng đó, không là sau 4 tháng họ sẽ đóng tài khoản Google AdSense của chúng ta. Đó. Và cái nữa là gì? Và lưu ý là gì? Khi mà họ đã gửi cho cái mã chúng ta rồi đó, thì chúng ta phải gặp cho chính xác. Nếu sai một con số, có nghĩa là gì? Họ sẽ gì? Họ sẽ cắt chúng ta. Và chúng ta cái gì? Chúng ta ít có thời gian để mà gì? Chúng ta khiếu nại. Đó, họ nói như vậy. Đó. Và cái lưu ý nữa là gì? Mình đừng có chia sẻ cái mã pin này cho bất kỳ ai. Bởi vì một người mà có mỗi mã thôi, mà nếu như mà chúng ta chia sẻ thì câu gọi sang chúng ta sẽ bị lộ. Chỉ có gì các bạn. Đấy. Và ở đây thì người ta hướng dẫn chúng ta hết, chúng ta hướng dẫn trong này hết. Nếu các bạn nhận được, các bạn làm theo. Đây toàn là tiếng Việt. Đó. Bởi vì trên YouTube á, thì có người Việt chúng ta làm, cho nên họ gửi rất là nhanh. Họ xem xét, họ đánh giá và họ thư chúng ta rất là nhanh. Rồi, như vậy thì đôi điều là chúng tôi muốn giúp ích cho các bạn nào. Các bạn gặp khó khăn trong quá trình xác nhận mã pin, hoặc là giúp ích cho những người mới để
mà làm YouTube này trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.